Lâu rồi con mới thấy bữa cơm ngon vậy nha. Cái đó là mày mới thấy thôi chứ mày ăn vô đi rồi mày biết cái tài nấu nướng của má Hường mày, ăn vô nó ngon là chực nhức nách luôn á. Ông này ông khen hoài à. Muội ăn đi con. Trời đất ơi, bà có nhiều đó không biết khen nhiều đó à, khen gì giờ. Mệt ông quá, nói xàm hoài à. Muội dạ. Con có gặp tụi nó trả không? Dạ có. Con có tới chỗ ông Bưởi, rồi hai anh em đi qua nhà Liên Anh với Cam. Mà con Liên Anh sao rồi? Dạ. Bưởi nó làm sao con? Cái này là ưu tiên phụ nữ trước nha, tí không trách con á. Gì? Bưởi cũng khỏe, mà tháng rồi được tăng lương 200 ngàn luôn á. Giỏi vậy. Mà nhà chủ thương lắm nha. Nói hả là con Bưởi á, muốn con Bưởi là con dâu luôn á. Trời, thằng nhỏ con nằm trong nôi mà rồi cưới cho con Bưởi hả? Ừ. Vậy là mai mốt á, tôi có thằng rể mà còn đã dầm á. Thôi ông ơi, đừng nói nữa, tôi đau bụng muốn chết nè. Con, dạ. Rồi Liên Anh sao? Hôm bữa con có tới, nhưng mà không có gặp Liên Anh. Liên Anh dạo này khác lắm thế. Người ta bây giờ là dân thành phố rồi thế. Chơi với bạn gì nhà? Thôi, coi nó vậy nhưng mà nó khó đổi tính lắm. Ai chứ con đó là má biết mà. Đúng rồi con, mày đừng có như vậy mà tự ái. Ban đầu á, mày tính sao thì mày cứ quyết tâm theo đuổi, thấy không? Ủa, mà lần này mày về đây á, có chuyện gì không? Dạ có tí. Chắc con bỏ chuyện hát hò quá, con định chuyển qua kinh doanh. Tao có nghe má Hường mày kể cái chuyện hổm trên Sài Gòn. Thôi bỏ đi con, kiếm tiền kiểu đó hả, cực mà nó nhục lắm. Mà con tính buôn bán cái giống gì? Con thấy mấy cái đồ thủ công mỹ nghệ trển bán được lắm, con định làm. Nhưng mà vốn liếng sao con? Cái quan trọng mới là nguồn hàng. Ừ. Chứ còn vốn liếng thì chắc con hỏi tiếu á. Có ba chỉ, dì dành dụm á là để dưỡng già. Con chị, cứ cầm lấy làm vốn, khi nào khá trả lại gì cũng được mà. Con cứ cầm đi. Nhưng mà cái này con phải làm giàu, dì tin là con làm được mà. Con phải cố gắng làm giàu. Ráng đi con. Ôi, mẹ con bay nói chuyện sao mà buồn não nuột như giọng cổ cải lương vậy. Bây giờ tao làm này vui lắm nè. Vui lên đi buồn làm chi, cười lên một cái là tan đi nỗi sầu. Tiền giàu có được gì đâu, nghe tôi đọc rap là lo âu hết liền. Ăn vô quên mọi ưu phiền, ăn vô có sức kiếm tiền nghe con. Lo chi tuổi mày còn son, tao già như vậy mà ngon cơ quá trời. Nhờ vậy bả mới nhận lời, mày có má mới tao thời ấm êm. Vợ chồng hủng hỉ ngày đêm, nhà mình chung túc cuộc thương làm gì. Làm gì cái mà làm chi. Ăn cơm đi, dạ. Ăn cơm đi. Quá. Alo. Dạ, con ra liền.
Chào em. Chào chú. Chú bác gì? Anh và em đều là bạn của Tuyền. Kêu anh cho nó tiện. Hôm nay em đẹp lắm. Tuyền đâu rồi chú? Chú nữa. Tuyền đang bận gội đầu, chút nữa sẽ đi xe máy đến sau. Thôi bây giờ mình đi đi ban giám khảo cho. Vô đi. Vừa rồi thi hát bị rớt, thấy Liên Anh nó nản chí đó. Em á còn nản chí đừng nói chi Liên Anh. Nói thiệt á, ba cái chuyện mà hát hò thiệt á, nó phiêu lưu mà phiêu diêu gì đâu á anh ơi. Tôi cũng thấy vậy đó. À mà Liên Anh á còn phải học văn hóa, chú ráng giúp làm sao để Liên Anh lấy được bằng tốt nghiệp. Nếu vụ hát hò không xong thì chúng ta phải khuyên cháu kiếm một cái trường nào đó dạy nghề để mà cháu học tiếp. Em cũng nghĩ vậy nữa. À, tối nay không biết bé có đi học không nữa. Thi rớt rồi, biết có nản chí anh hùng ở nhà luôn không hay sao á. Để em điện thoại coi. Nó có đi học em qua em đón nó. Rồi. Sao rồi? Con bé này nó hậu đầu lắm. Vậy là đi đâu rồi? Bỏ quên điện thoại ở nhà. Chú chạy tới nhà đi. Có gì còn kịp chở cháu đi học. Dạ. Coi như dáng này là mình huề nha. Sao kỳ vậy? Còn một nước nữa là tôi ăn chú đó. Tự nhiên chú hòa là sao? Tại vì á, anh còn nước thắng em, đúng không? Ờ. Đúng không? Còn nước thắng em phải không? Nhưng mà tại giờ đánh cờ anh nói chuyện liên anh hoài à, làm em phân tâm, em mới thua chứ bộ. Coi cái dáng này huề đi ha. Ngộ vậy ta, lần nào cũng vậy. Thôi nói giỡn vậy thôi, chú đi đi, mất công cháu trễ. Thôi em đi ạ. Liên Anh ơi, Liên Anh, con bé này nó đi đâu mà nó phát cái trong phát ra ngoài luôn vậy? Alo, alo giùm đi, làm gì mà để điện thoại nghe hoài bấm máy gì trời? Dạ em nè anh ơi, Liên Anh đi đâu khóa cửa ngoài khóa cửa trong luôn anh ơi. Anh nói gì? Dạ em về em chở đi công chuyện liền. Dạ. Hả?
Chết cha, để cái điện thoại ở nhà rồi. Em, dạ. Lên đi, anh đã lo liệu xong hết rồi. Bà giám khảo đang chờ ở trển á, đi em. Con liên lạc với Tuyền không có được. Mà Tuyền đâu rồi chú? Anh đã gọi cho Tuyền rồi, chút nữa Tuyền đến sau nha, vậy đi. Bà giám khảo đang chờ ở trển, để họ đợi lâu là họ đổi ý đó nha, đi. Đi, đừng có ngại. Trời, mấy ông khó tính lắm đó. Dạ. Lẹ đi, người ta mình đừng để cho họ chờ chứ. Lẹ đi nè. Liên Anh đi đâu vậy kìa? Con Hoa thì đi dạy, con Liên Anh á thì đi với con Tiền thôi. Anh đợi đi, để em gọi cho con Tiền. Alo, chú Long đây Tiền ơi. Con đang ở đâu? Con đang ở bà. Vậy Liên Anh ở đâu? Cái gì? Đi gặp ban giám khảo? Làm cái gì? Trời ơi, vậy cháu gọi ổng đi. Có tin tức gì gọi chú liền, nghe chưa? Liên Anh đi đâu? Liên Anh đi gặp ban giám khảo. Tiền nói á, có một tiết mục vô chung kết, rồi kẹt gì đó rút lui. Thì bạn trai của Tiền á mới xin cho Liên Anh thế vô chỗ đó. Bây giờ á, Liên Anh đang đi gặp ban giám khảo. Liên Anh đi một mình à? Không, bạn trai của con Tiền chở đi. Con Tiền á thì đang ở Sì Ba, ở đó đợi bạn trai nó quay về đón rồi đi qua chỗ Liên Anh luôn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Alo, chú nè. Sao? Cái gì? Điện thoại bạn trai em tắt máy hả? Con nghi cái gì? Chỗ đó chú biết rồi. Con đợi chỗ đó. Đợi chỗ đó. Chú liền, đợi chỗ đó. Chuyện gì vậy? Anh ơi, con Tiền nghi ngờ có chuyện mà ám xảy ra đó. Mình đến đón con Tiền ngay anh ơi. Điện thoại của bạn trai Tiền tắt máy rồi. Nói đi chú với bạn trai con Tuyền à. Dạ. Gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Dì ơi, tính tiền gì Xin lỗi. Bên giám khảo sao lâu vậy chú? Họ vừa có việc ra ngoài một chút. Mà sao họ không hẹn gặp ở chỗ như hôm bữa vậy chú? Tại vì đây là một trường hợp đặc biệt. Tại vì nhà tài trợ bố trí ban giám khảo ở đây để làm việc cho nó tiện. Vậy đó. Mà có gặp trở ngại gì không chú? Chú hoài à. Để nó đừng kêu bằng chú mà. Người ta là anh cứ kêu bằng chú. Cái chú là giận nha. Kêu bằng anh đi nha. Anh cho nó tiện. Anh nói em nghe nè. Anh đã thu xếp hết rồi. Anh chi tiền rồi. Mà Tuyền đâu chưa thấy hả chú? Đi spa rồi. Mà cô này ngộ ghê nha. Nó đi một chút thôi. Bây giờ này chưa về. Vậy chú cho con mượn điện thoại gọi cho Tuyền nha. Điện thoại hả? Hết pin. Trời. Nhưng mà không sao. Hồi nãy anh nó gọi rồi. Bộ hoài luôn mà không bắt máy. Chắc là đã mắc xa. Chú làm gì vậy? Mắc xa. Sao rồi cháu? Mình chạy tới chỗ thi hát hôm bữa nha chú. Hy vọng Liên Anh đang gặp ban giám khảo ở đó. Đi thôi. Chú, khi nào chú với Tuyền cưới nhau vậy? Cưới cái gì mà cưới? Trời ơi, càng ngày anh càng thấy Tuyền tính tình không thích hợp với anh. Ham chơi quá à. Rồi cái này nọ kia. Anh á, anh cần một cô gái hiền lành nết na, thùy mị như em này.
để sau này á anh còn giao gia tài cho quản lý hết luôn. Hả? Sao chú nói vậy? Chú không sợ tiền buồn hả? Trời, xưa nay chỉ có Tuyền làm anh buồn chứ anh không có làm gì cho tiền buồn hết. Nhưng mà sao con nghe Tuyền nói á, chú tốt lắm mà. Cũng chính vì vậy á mà Tuyền á lúc nào cũng á bắt anh làm hết chuyện này tới chuyện nọ, là không xong á hả, chửi lúc nào cũng đè đầu cởi cổ hết, rồi cố còn làm những chuyện quá đáng hơn. Anh nói thiệt á, đây bằng chứng nè, đánh đến nỗi mà tóc bọc không nổi nữa. Đây bằng chứng nữa, bằng chứng là cái chuyện mà Tuyền vô vòng chung kết á, là cũng ai anh hả, anh bỏ tiền đánh lo. Nhưng mà cái đó không quan trọng, cái này mới quan trọng, cái này mới quan trọng đó. cái chuyện của em á anh nè, anh là cái người đề nghị năn nỉ Tuyền ơi nên kêu bạn của em đi, nhưng cổ không quan tâm. Đây bằng chứng đó, cái chuyện của em mà cổ cũng không quan tâm, đi massage sung sướng một mình, massage không thèm quan tâm, thấy chưa? Nhưng mà cái này trời, không có cái gì hết anh nói em á. Còn nữa, còn nhiều chuyện để nói nữa, chuyện nó dài lê thê luôn. Mà thôi, anh không thích nói xấu phụ nữ, mình là đàn ông mà không bao giờ nói xấu phụ nữ. Nhưng mà con thấy Tuyền không có tiền, không có rầy rà gì hết. Anh thích bây giờ, anh nói thiệt, anh thích em. Hả? Đây nè chú. Để con vô coi thử. Sao rồi? Cháu bình tĩnh, nghĩ xem còn chú nào nữa. Chẳng lẽ cháu nói sao? Lẽ gì con? Cháu nghĩ là có chuyện rồi, mình đi thôi chú. Lên xe đi. Đi anh. Ờ. Em đẹp như thiệt không? Anh sẽ biến em thành ngôi sao. Em bình tĩnh đi, nghe nói đây. Em bình tĩnh đi, anh hứa mà, anh sẽ giúp em thành ngôi sao, tin anh đi. Tin lời anh đi mà, nè, tin lời anh đi. Chỗ này nè chú. Ở đây hả con? Dạ. Xe của ông Nam, Liên Anh đang ở trong này nè chú. Hả? Mắc dạy, khốn nạn. Hai chú, để nghe chú. Cháu hãy bình tĩnh. Đây là khách sạn ruột của ổng, hai chú mới làm ầm lên, họ sẽ gây khó dễ. Giờ cháu tính gì nè? Sao? Chữa chú đi. Anh sẽ biết thật ngôi sao. Chạy đâu.